lúc phật còn ở đời một ngày nọ vào trong rừng cây cạnh bờ sông hằng cầm một nắm lá cây lên và hỏi đệ tử các con xem nắm lá trong tay của ta nhiều hay là lá cây trong rừng nhiều hết thảy đệ tử đều khác miệng cùng lời đáp đương nhiên là lá cây trong rừng nhiều phật nói pháp của ta nói ra cũng giống như nắm lá trong bàn tay của ta còn pháp mà ta không nói thì nhiều như lá trong rừng lúc đó tôn giả đại ca diếp hỏi thế tôn pháp mà ngài không nói có phải đều bao quát trong bốn thánh đế chăng nếu như thế thì đức thế tôn đã nói ra hết rồi nếu chẳng bao quát trong bốn thánh đế thì chẳng lẽ có năm thánh đế phật nói tuy nhiên pháp bốn thánh đế bao quát tất cả pháp nhưng ở trong bốn thánh đế có rất nhiều nghĩa lý ta không nói chỉ nói chút ít mà thôi Do đó, tuy nhiên Phật nói Pháp bốn thánh đế, nhưng nói rất ít chứ chẳng nói hết. Bây giờ giải thích bốn thánh đế như sau. Một khổ thánh đế. Chúng ta ở thế giới ta bà có rất nhiều sự khổ. Người ở thế giới ta bà này, một niệm vô minh, liền mê hoặc, do đó mà đời đời kiếp kiếp, luân chuyển trong ba cõi, luân hồi trong sáu nẻo, chuyển đi chuyển lại, lúc chìm lúc nổi, sinh rồi lại chết chết rồi lại sinh tuần hoàn không ngừng cho nên nói chúng sinh ở thế giới ta bà kham chịu đựng những thứ khổ khổ có vô lượng trong du già sư địa luận có nói có một trăm người thứ khổ sẽ phân tích dưới đây có một thứ khổ là khổ về nương tựa nghiệp khác biệt lưu truyền Hết thảy tất cả hữu tình chúng sinh, tùy theo nghiệp lực mà lưu chuyển, tự mình chẳng làm chủ đạo trôi nổi ở trong biển nghiệp, nghiệp thiện nhiều thì sinh về ba đường lành, nghiệp ác nhiều thì sinh về ba đường ác, bất cứ là ba đường lành hoặc ba đường ác đều là khổ. Làm thế nào để dứt khổ thì phải tu hành mới có thể liễu sinh thoát từ ra khỏi ba cõi, đắc được sự an vui chân thật. Lại có hai thứ khổ một là dục khổ hay là si khổ? Dục khổ là các sự khổ về căn bản, ví như tham tiền tài thì có tài dục, tham sắc thì có sắc dục, tham danh thì có danh dục, tham ăn thì có ăn dục, tham ngủ thì có ngủ dục, đó là năm dục. Do đó có câu tài sắc danh thực thủy, địa ngục ngũ tiểu căn những thứ dục đó chi phối làm cho bạn điên đảo hồ đồ chẳng lúc nào tỉnh táo có dục thì có ái ví như ái về vật chất ái về nam nữ vì dục này mà làm cho thiên hạ đại loạn nếu không đoạn dục thì sẽ muốn uống rượu muốn ăn thịt muốn xe hơi muốn nhà rộng đều muốn tất cả vật chất hưởng thụ suốt ngày khỏi vọng tưởng nằm mộng ban ngày trong đầu óc luôn luôn nghĩ làm thế nào để thăng quan phát tài làm thế nào để được vợ đẹp tiếp sinh đó đều là dục tác quái, vĩnh viễn chẳng ngừng nghĩ. Một khi người mà mình thương yêu, vật chất mà mình mến tiếc mất đi thì trở thành sự khổ khó tả được. Cho nên Phật giáo đề sướng, đoạn dục, khử ái, một bình bát, ba tấm y, ngày ăn một bữa, chẳng có tài sản của cải. Đời sống thanh tâm quả dục như thế thì thật là thanh cao, thật là tự tại, do đó người có trí huệ, có căn lành mới có thể xuất gia tu đạo si khổ, tức là khổ vì ngu si. Người ngu si thì chẳng rõ thị phi, chẳng màng thiện ác, việc tốt cho mình thì nỗ lực mà làm. Cứ làm việc biên đảo, tương lai chắc chắn sẽ thọ quả báo. Người ngu si chấp trước, tất cả đều thuộc về sở hữu của mình, trong hoàn cảnh chẳng phân biệt trắng đen để có hành vi oán trời trách người. Lại có ba thứ khổ đó là khổ khổ hoại khổ và hành khổ có tám thứ khổ khổ về sinh khổ về già khổ về bệnh khổ về chết khổ về ái biệt ly khổ về oán táng hội khổ về cầu bất đắc khổ về ngũ ấm xí thạnh ngoài ra còn có vô lượng thứ khổ hai tập thánh đế tập nghĩa là tập tụ tức là tập tụ phiền não lại với nhau khiến cho bạn khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo tuy phiền não là do tập tụ mà thành song chủ yếu là do tự tánh chiêu lại ví như thân thể chẳng kiện toàn mới sinh vậy chỗ chẳng sạch mới sinh vi trùng do đó có câu thịt thối sinh trùng nếu rắc rến trong tâm mà quét trừ sạch sẽ thì chẳng phải vọng tưởng chẳng sinh phiền não khi tâm sáng như gương thì trí huệ sẽ hiện tiền chẳng làm việc điên đảo mộng tưởng ba diệt thánh đế diệt tức là tịch diệt đến được cảnh giới này thì ngôn ngữ đảo đoạn tâm hành xứ diệt do đó miệng muốn nói mà lời chẳng còn tâm muốn duyên mà suy nghĩ đã bật tất cả đều chẳng còn nữa bốn đạo thánh đế đạo tức là con đường con đường của bậc thánh đi chúng ta phải tu đạo tu đạo gì tu bát chánh đạo tu lục độ vạn hạnh tu tám vạn bốn ngàn pháp môn bất cứ tu con đường nào cuối cùng đều là bồ đề đại đạo thông đạt đại đạo bằng phẳng bên kia do đó con đường, con đường thông Phật quốc. Bây giờ nói kinh văn. Bây giờ Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bảo các Bồ Tát rằng, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là Đại Bồ Tát trong Đại Bồ Tát, vì trí huệ và đức hạnh của Ngài siêu hơn hết thảy tất cả các Bồ Tát, cho nên làm thượng thủ, làm lãnh tụ. Bồ Tát Văn Thù là mẹ của chư Phật ba đời, là thầy của Phật. Trong kinh Sứ Thai có nói, thủ xưa làm thầy của Phật, nay làm đệ tử Phật. Bồ Tát Văn Thù làm thượng thủ là do chư Phật hứa khả. Các Bồ Tát ủng hộ, Ngài chẳng có tâm cống cao ngã mạn muốn biểu thị ta là thượng thủ của các vị, lãnh tụ của các vị. Tôi ra lệnh các vị phải nghe lời chỉ huy của tôi. Ngài chẳng có tư tưởng như thế. Ngược lại, Ngài có tâm từ bi chỉ đạo tất cả Bồ Tát, học Pháp như thế nào, hành đạo như thế nào, cho nên mọi người đều ủng hộ Ngài làm lãnh tụ chẳng giống như các nguyên thủ hiện tại đều nói về tranh quyền đoạt lợi, vì chiếm đoạt chính quyền quốc gia chẳng tiếc cùng nhau đánh đổ kẻ khác, thế như nước lửa thậm chí phát sinh chết chóc về tránh biến để đoạt lấy tránh quyền. Đó đều là dùng sức để phục người, chứ chẳng phải dùng đức để phục người. Phạm là dùng sức lực phục người là đoạt, tức cũng là bá đạo. Dùng đức phục người là nhường, tức cũng là vương đạo, đạo vua chúa. Do đó, nhường thì chẳng tranh, tranh thì chẳng nhường. Dùng sức lực để tranh thì khiến cho người khẩu phục tâm chẳng phục, dùng đức phục người thì khiến cho lòng người tâm phục khẩu phục. Tại sao hiện tại thế giới bại hoại? Vì ai ai cũng tranh mà chẳng nhường. Mọi người đều có tư tưởng bạn tranh tôi giành chẳng nhượng bộ. Bạn muốn làm đệ nhất tôi thì muốn làm lãnh tụ cùng nhau đạt quyền do đó mà dẫn đến thiên hạ đại loạn càng loạn càng muốn đoạt càng đoạt càng muốn loạn đó là tướng điên đảo của chúng sinh chúng ta người tu đạo phải có tư tưởng nhường mà chẳng tranh đừng giống như người thế tục tranh danh lợi tranh địa vị tranh quyền thế tranh tài sản tranh 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 suốt ngày đến tối sống ở trong sự tranh giành người tu đạo phải giữ giới phải tinh tấn phải thiền định Ai giữ giới bậc nhất, tinh tấn bậc nhất, thiền định bậc nhất thì người đó có tư cách làm thượng thủ, làm lãnh tụ. Bây giờ là lúc nào? Tức là lúc nói xong phẩm danh hiệu của Như Lai, vị Đại Bồ Tát văn Thù, liền bảo tất cả các Đại Bồ Tát nói ra danh hiệu của bốn Thánh Đế. Các Phật tử khổ Thánh Đế ở thế giới ta bà này tên là tội, hoặc tên là bức bách, hoặc tên là biến dị hoặc tên là Phan Duyên, hoặc tên là Tụ, hoặc tên là Trái, hoặc tên là Y Căn, hoặc tên là Hư Dối, hoặc tên là Ung Thương Sứ, hoặc tên là Ngu Phu Hành. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, các vị mọi người thường theo Phật học nên biết đạo lý Pháp Bốn Thánh Đế, cũng phải biết tên của Bốn Thánh Đế có bao nhiêu. Hiện tại tôi nói cho các vị mọi người biết, Bộ Thánh Đế ở thế giới Ta Bà, có đủ thứ tên khác nhau, bây giờ tóm tắt nói ra 10 tên. Một, hoặc tên là tội, có tội thì có khổ, chẳng có tội thì chẳng có khổ, khổ đó giống như sự khổ, thọ tội hình,